Ok, và chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình những cái mini game thú vị ở trong PVZ Hybrid anh em nhé. Thì đây sẽ là một cái mini game mà lần đầu tiên mình chơi, mà cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong PVZ Hybrid luôn anh em ạ. Đây là cái mini game trong bản 2.2 nhé anh em nhé, bản PVZ Hybrid 2.2. Thì ở trong cái mini game này thì thay vì chúng ta trồng cây, chúng ta trồng plant, chúng ta có những cái lead plant để có thể mang đi để đánh zombie. Thì ở trong cái màn mini game này thì anh em mình hoàn toàn không trồng cây anh em ạ. Chúng ta sẽ sử dụng đó chính là những con zombie để đánh chính những con zombie anh em nhé. Ok, thì như anh em đang thấy ở trên cái lead zombie mà mình đang có kia thì chúng ta sẽ được mang 2, 4, 6 và 8 con zombie đi anh em ơi. Thì trong đó là sẽ có những con zombie cực kỳ gọi là nổi trội như kiểu là Gargantua này, hay là zombie kiểu Michael Jackson này, zombie bóng bầu dục này, hay zombie cầm cổng, ngoài zombie bi sweater và zombie an toàn giao thông này. Đấy, đó là những cái con nó gọi là thực sự là quá quen thuộc của chúng ta rồi. Thì thay vì cái việc là chúng ta sử dụng săn để trồng cây, thì với những con zombie này chúng ta sẽ phải sử dụng não để có thể mua được nó anh em nhé. Và cái số lượng não này thì nó cũng là cái số lượng săn mà anh em mình có thôi. Và trong cái trận đấu này thì anh em sẽ không được mang bất cứ một cái cây gì đi, hay là một cái vật phẩm hay là một cái gì đó đi để có thể cung cấp săn được anh em ạ. Thế cho nên là cái săn này nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là ban ngày nó rơi ra săn này, và anh em mình đánh zombie, đánh chết zombie xong thì nó sẽ có cái tỷ lệ là nó rơi săn anh em nhé. Thì cái săn này thì nó cũng ngang bằng cái não kia anh em nhé. Cái não kia ví dụ như là đang là 25 não này thì nó cũng tương ứng là 25 săn anh em ạ. Alo, để mình xem lại cho nó, để mình xem lại cho nó có đúng không đã. Nhớ đâu nó lại đắt hơn thì sao. Từ từ đợi mình xem lại, mình trồng lại xem là nó có đúng không nào. Đây 50 vừa xong là 50. 50 này 725, 50 725, 50 50 75. Ồ, như là nó cũng tương tự nhau thôi, chứ nó không có gì quá gì khác biệt thôi anh em ạ. Nó cũng là nếu nhiều bao nhiêu săn thì nó cũng là từng đấy não thôi. Bao nhiêu não từng đấy săn thôi. Ok ok. Thì ở trong cái màn này nếu như mà anh em mà tích được nhiều săn rồi thì anh em cứ mua cho mình cái con zombie Michael Jackson, xong là anh em để ở cái hàng 2 hoặc là hàng 4 thì coi như là trận đấu nó sẽ easy rất nhiều. Còn đây thì mình vừa mua một con mình trồng ở để hàng cái cuối cùng, nên là nó hơi sai chính sách một tí anh em nhá. Hơi sai chính sách một tí. Bởi vì nếu như mà anh em để cái con Michael Jackson này ở cái hàng 2 và hàng 4 ấy, thì khi mà nó triệu hồi zombie lên thì nó sẽ triệu hồi toàn cả 5 hàng luôn. Thì lúc đấy là cái đội quân zombie của anh em mình nó sẽ còn đông hơn rất nhiều so với việc là anh em mình chỉ trồng ở cái hàng 2, à trồng ở cái hàng 1 và hàng cuối cùng hàng 5 anh em nhé. Trồng ở hàng 3 thì cũng được, trồng hàng 3 cũng ok, nhưng mà tối ưu nhất thì cứ nên trồng hàng 2 và hàng 4 cho nó thoải mái anh em ạ. Cái màn mini game này thì chúng ta sẽ có là hai cờ anh em nhé, hai cờ trong cái màn mini game này, và nó cũng tương đối là easy ở trong cái chế độ normal thôi. Nếu như mà anh em mà muốn chơi nó hardcore hơn một chút thì có thể trải nghiệm ở chế độ hardcore nhé anh em nhé. Ở đây thì mình đang chơi ở chế độ easy thôi. À nhầm, chơi ở chế độ normal thôi, nên là mình với cái cách chơi của mình này thì mình vẫn đang thấy là nó hơi easy một chút. Nếu như mà tăng lên hard mode thì không biết là nó sẽ như thế nào anh em ạ. Ấy, anh em thấy không? Khi mà mình đã có cái con Michael Jackson kia nhá. Con Michael Jackson kia nó lại còn triệu hồi ra được thêm một con Michael Jackson bên trên nữa sao kìa. Lạ nhỉ, sao lại triệu hồi thêm được một con đấy nữa nhỉ. Nhưng mà một khi mà anh em đã có một con Michael Jackson rồi thì coi như là ba cái hàng xung quanh của cái con Michael Jackson đấy kiểu gì nó cũng có zombie luôn. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái hàng có Michael Jackson luôn, ba cái hàng xung quanh nó. Cái trận đấu này thì mình hay sử dụng cái chiến thuật đó chính là mình để cho một con zombie tanh đi trước, xong bắt đầu là mình sẽ trồng một vài, à không, mình sẽ đặt một vài con zombie bi shooter đằng sau, bởi vì nó vừa có thể bắn được đạn ra mà anh em. Xong rồi đằng trước có một con zombie tanh nó vừa cắn nữa thì anh em mình có thể gây đam thứ kiểu đấy, nó sẽ hợp lý hơn. Một con tanh, một con bắn gây đam, giống như kiểu anh em chơi liên quân hay là chơi liên minh ấy. Thì kiểu gì kiểu khi mà AD cái thứ gì cũng cần một con support, cần một con tank đúng không? Đấy thì kiểu thế. Đây mình cũng sử dụng cái chiến thuật y như vậy. Tức là mình sẽ sử dụng một con tank ở đằng trước, xong rồi mình cho một con bắn bi shooter đằng sau. Coi như là một con tank, một con AD đi. Đấy, kiểu thế. Nói thế cho anh em dễ hiểu. Anh em nhìn thấy không? Khi mà mình đã trồng những cái con Michael Jackson thì anh em nhìn kìa. Toàn bộ zombie rất là đông luôn. Ấy, đông thế kia cơ mà. Đông vãi trưởng luôn. Nhưng mà cái con
cái con để mà gây đam ok nhất thì mình thấy rất là cái con zombie mà cá heo nhá. Con zombie cá heo mình vừa trồng này, nó vừa bắn được bi này, xong là vừa nó chạy nhanh, nó đến nó đập quà mà đập zombie nữa, mà gây đam nó to lắm. Bảo mà nó có 75 xăm thôi, không hiểu sao nó lại 75 xăm, nó lại xếp ở trên cái con 300 xăm kia. Con mạch Johnson này được cái nó sẽ gây đam 3 hàng, chắc là nó đặt ở cái vị trí là 300 xăm thì nó ok, nhưng còn này gây đam to này. Con zombie cá heo là gây đam to ấy trưởng. Thực ra là mấy cái màn đầu tiên này nếu như mà bên kia mà chưa xuất hiện Kakatua thì anh em mình cũng chưa cần phải sử dụng đến con Kakatua đâu anh em nhé. Chỉ cần sử dụng đến cùng lắm là con mạch của Johnson là ok lắm rồi. Khi mà nó xuất hiện con Kakatua thì anh em mình bắt đầu mới tính đến cái chuyện là trồng đặt con Kakatua ra thôi, chứ còn không thì anh em mình cứ mạch của Johnson với lại cái con zombie bóng màu dục anh em mình đặt ra là xong, trận đấu end game luôn. Ở trong cái normal mod này thì cái con Kakatua nó ra ít lắm anh em ạ. Nó chỉ ra lúc gần cuối của game thôi, chứ còn đầu game thì nó không ra quá nhiều đâu. Đầu game nó không ra một con Kakatua luôn. Nếu như ở trong hard mod thì mình nghĩ nó sẽ ra đều hơn và nhiều hơn. Lúc ấy thì anh em mình đánh là nó sẽ ok hơn, cảm giác nó sẽ hardcore hơn. Đây thì nó chỉ ra ở trong đợt gần cuối thôi, mà nó lại còn ra có đúng một con này thì dễ xử lý lắm. Không biết là tí nữa cờ cuối nó có ra thêm 2-3 con không, nhưng mà nó ra một con, à đây rồi, ra thêm một con nữa này. Nhỏ một con này không ăn thua nhỉ. Ít thì phải thêm 2-3 con nữa cho đông đông lên một tí. Kiểu là cảm giác là dồn dập đấy, thì mình đánh nó sẽ kiểu hardcore hơn. Nhưng mà phải thông cảm thôi, đây nó chỉ là chế độ normal, nó bình thường. Cái chế độ này là vừa anh em kiểu vừa chơi vừa trải nghiệm game này, xong lại vừa chơi kiểu vui vui giải trí thôi, chứ không kiểu hardcore giống như kiểu hard mod, hay là cũng không như kiểu quá dễ giống như kiểu easy mod. Normal này nó ở mức bình thường anh em ạ. Bình thường thì cần khéo một tí là anh em có thể qua được ngay. Nhưng mà nó cũng còn tùy nha, nó cũng còn tùy vào từng trận đấu nha. Ví dụ như cái trận đấu mà anh em chơi cái trận đấu mà thấy anh em bảo là cái trận đấy là X5 Speed à, chơi nhanh vãi chuổng, tay mà không nhanh mà không kịp để mà đặt plan thì xác định là ăn cám luôn đấy. Cái trận đấu đấy thì mình chưa chơi lại, từ hôm mình live stream xong mình chơi lại một hai trận thì mình cũng chưa chơi lại trận nào. Chưa nghĩ cái cách để có thể khắc phục để thắng được cái màn mini game X5 tốc độ đấy. Cơ bản là zombie nó chạy nhanh quá, kiểu trồng vừa trồng một cây ra mà không kịp trồng cây tiếp theo luôn ấy, kiểu nó nhanh quá mình bị loạn luôn ấy, loạn gì ngậu hết cả lên luôn. Nên là chưa tính ra được cái phương án nào để tối ưu hóa nhất cái mini game đấy cả anh em ạ. Ok này cờ cuối à, hình như phát này là cờ cuối là xong rồi đúng không? Ok, thế thì chắc là xong cái màn cờ cuối này thì anh em chơi thêm một cái màn mini game nữa. Chắc là chơi cái màn mini game quả bốn lá đi nhỉ, quả bốn lá, quả may mắn đi nhỉ. Chơi cái màn mini game đấy cho nó nhân phẩm hên xui tí, xem nó như thế nào, xem nó ra cây. Thực ra là cái quả bốn lá nó ra cây thì cũng ngon mà, nó cũng ra cây nhưng nó cũng kiểu ra được một hai cây rất là ngon, nhưng nó không kiểu nhân phẩm đúng như kiểu hộp quà gacha. Ok, mình nghĩ này chắc là win rồi đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng sang cái màn mini game tiếp theo anh em nhá. Đây rồi anh em ơi. Đây sẽ là cái màn mini game mà quả bốn lá anh em nhá. Cái quả bốn lá này chắc là anh em cũng không quá xa lạ với nó rồi. Khi mà anh em trồng nó ra mất 50 xăng thì anh em mình sẽ được một ngẫu nhiên một cái lead blend như thế này. Và khi mà anh em trồng clip blend này ra thì anh em cứ trồng thôi. Còn lúc nào mà anh em muốn đổi sang một cái clip blend khác thì anh em có thể trồng cái cây quả may mắn kia ra để nó cung cấp cho anh em một cái clip blend khác. Ở đây thì anh em đang thấy là cái con quả bốn lá này thì nó sẽ cung cấp cho anh em mình đâu đấy là hai cái cây, hai cái blend mà nó nằm trong cái thẻ là thẻ vàng anh em nhé. Và đâu đó là hai cái cây nó nằm trong cái thẻ là thẻ xanh. Nói chung là nó sẽ được bốn cây, nó khá là ok. Còn lại là đều là những cái cây ở trong những cái màn cốt truyện mà anh em mở khóa thôi. Đầu tiên thì mình cứ trồng lưu tiêu diêu mấy cái cây mà tạo săn ra trước thôi, lấy săn trước rồi tí nữa tính sau, lấy săn trước để trồng cây cái đã, có nhiều cây cái đã. Cái màn mini game này thì có mấy cái con zombie đào mỏ. Zombie đào mỏ này thì mình may quá mà mình cái phát đầu tiên là mình gacha, mình sử dụng quả bốn lá thì mình ra được luôn cái con gua nước không đồng. Cái con gua nước không đồng này thì ngoài cái việc là lẻ cho zombie nó gặm ra thì nó sẽ khắc chế cái con zombie đào mỏ anh em ạ. Khi mà con cái zombie đào mỏ bằng gặp cái con gua nước không đồng này thì nó sẽ phải ngoi lên trên mặt đất, nó không đi tiếp được.
cho nên là nó khá là ok với việc là anh em mình sẽ đánh cái con zombie đào mỏ. Ở đây thì anh em đang thấy là mình trồng một cái hàng, đó chính là cái con cỗ máy hộp quà gacha kia. À cái gì nhỉ? Máy bắn quà cái gì, nói chung là nó là hơi gacha một chút anh em ạ. Cái đấy thì nó vừa cung cấp săn, nó vừa cung cấp plan, mà nó cũng vừa thi thoảng nó sẽ cung cấp cho anh em mình một cái hộp quà. Nhưng nói chung thì cái plan này mình cũng không đánh giá quá cao, bởi vì cái tính ứng dụng thực tế của nó thì cũng không ok lắm. Mình không hay sử dụng cái plan này, thà nó cho kiểu như là cung cấp săn hẳn hay là hộp quà hẳn hay là như thế nào đấy. Như này thì nó vừa yếu mà nó lại vừa kiểu nhân phẩm như thế nào không ok lắm. Còn đây thì đang có thêm một cái con plan kia, là con plan ngôi sao. Con plan này là con plan mới. Anh em nào mà theo dõi video của mình thì chắc là biết nó sẽ sử dụng như thế nào rồi. Trồng nó xuống thì nó sẽ tạo ra một cơn mưa ngôi sao, giống như kiểu cơn mưa băng giá của cái nấm băng giá anh em nhá. Anh em nào mà theo dõi mình chắc là biết rồi đúng không? Hoặc là theo dõi PVZ Hybrid thì chắc là biết rồi. Ok, thì ở đây mình đang trồng thêm mấy con plan pi đài phun nước để nó chặn thêm zombie anh em ạ. À nó bắn nó gây đam thêm zombie anh em ạ. Chứ dựa hoàn toàn vào mấy cái con cẩu nấm cẩu ấy kia thì không xinh nhê lắm. Đây là cái khả năng gây đam của con ngôi sao kia anh em nhé. Đây là chính là cái khả năng gây đam của nó nhá anh em nhé. Gây đam khá to nhá anh em nhé. Gây đam khá to chứ không phải yếu đâu nhá. Cái con zombie bóng bầu dục mọi khi nó rất là trâu, nhưng mà gặp con ngôi sao mà nó thả ngôi sao xuống một phát là nó cũng gọi là đa nhanh phết đấy. Ok, mình vừa mới trồng một cái con quả bốn lá mới ra, thì đây thì mình đã được thêm ba cái plan khá là ngon này. Đó chính là cái con ngôi sao cầu vồng này, ngôi sao sắc màu và cái con đậu siêu cấp anh em ạ. Cái con đậu siêu cấp đấy thì mình vừa sử dụng cho cái con nấm cẩu. À không phải, cái con nấm nhút nhát anh em ạ. Cái con hạt đậu cao cấp đấy thì nó sẽ biến cái con nâng cấp cái con nấm nhút nhát của mình lên là con hamburger anh em ơi. Thế mới xịn nhá. Tùy một số con thì nó mới có thể nâng cấp được thôi anh em nhá. Thì mình mới chỉ nhớ được là cái con pi thường hay là con pi băng thì sẽ lên dưa hấu thường và dưa băng. Con hamburger này thì nó sẽ là được nâng cấp từ cái con nấm nút nhát. Còn một số những con plan khác thì ở trong cái video mà hôm nọ mình chơi mà mình có sử dụng thì đã có anh em comment rồi. Nếu như anh em mà tò mò thì có thể xem cái video đấy và đọc cái video của mình ở dưới phần comment. Có khá nhiều anh em đã comment là cái con đậu thần kỳ này, đậu cao cấp này nó sẽ nâng con gì rồi. Mình không nhớ được. À, mình không sử dụng nhiều lắm nên mình không nhớ. Bởi vì mấy cái con này thường ấy thì nó sẽ chỉ có tác dụng trong một số những trường hợp nhất định thôi, nên cho nên mình không thường hay mang. Thế nhưng mình ấy thì chỉ để test thôi. Ok. Đây thì có thêm con ốc sên nữa, khá là ngon. Bây giờ mình sẽ đổi plan, đổi lead plan mới anh em nhé. Sang xem là sao nó cho lead plan gì khác nào. À, được thêm con dưa băng. Được thêm con dưa băng và con bowling walnut này. Khá ổn. Mới thêm một con pin 500. Lip đen này ok phết. Con dưa hấu gây đam ok. Con bowling walnut gây đam khá to. Được đấy chứ. Nhưng mà trận đấu này mình gần win rồi. Tầm này đã gần win rồi. Cái hộp quà gacha kia, cái tỷ lệ ra cây rất là hiếm nhá. Rất là cùi bắp luôn nhá. Nó không giống như hộp quà siêu cấp. Hộp quà siêu cấp ra toàn plan xịn, bởi vì vốn dĩ là cái lead plan đấy nó là lead plan xịn rồi, không như hộp quà đỏ này. Hộp quà đỏ này lỏng lắm. Cái hộp quà siêu cấp kia thì nó chả khác gì cái thẻ mà thẻ chọn kiểu top 50 là top 80 hay là top 10, top 20 ở trong FC Online cả. Nó kiểu thế, dạng nó kiểu là nó chọn sẵn rồi ấy. Nên là ra toàn những con plan rất là ngon. Ok, đây sẽ là cờ cuối của cái màn chơi này anh em nhá. Chắc là mình cũng xin phép anh em dừng video tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe kênh để tiếp tục ủng hộ mình trong cái thời gian sắp tới anh em nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.